Chào các bác, mưa gió quá. Chúng mấy ông anh mê cây sang chơi. Thì cũng lâu lắm rồi các bác mới có một cái ngày thứ bảy chủ nhật ở nhà làm cây. Thứ nhất là thời tiết đẹp, có mưa, làm cây rất sướng. Và cái mùa này làm cây cắt phê lắm, cắt phun cả ngày. Thứ hai là đi múc cây thì không được, thì về nhà phải làm những cây cũ thôi, về nhà phải xử lý những cây cũ thôi. Thế bây giờ hôm nay nhặt cây này ra lọc, cây một cây điền. Cây điền có nét cũng khá hay đấy. Khi mà hoàn thành rồi các bác mới thấy, ôi tại sao nó đẹp thế, ngày xưa mà nhìn nó cứ như là cái cọc. Đấy, nó mình chả dám nhận cao siêu gì đâu, nhưng mà đấy, cái mắt thợ nó khác cái người chơi ở chỗ đấy các bác ạ. Đấy thì mỗi người việc thì cứ thế mà làm thôi. Người chơi thì cứ chơi, người làm thì cứ làm thôi. Đấy, làm đẹp ra thì có nhiều người biết đến thì chơi người càng vui chứ sao. Đó, thì bây giờ em sẽ chuyển cây này và chỉnh sửa lại một chút, sẽ bỏ cái chi này đi, thậm chí bỏ cả cái rễ này và sửa lại cái ngọn. Cây này thì đang nuôi phóng các bác nhé, ý tưởng là như vậy. Xem thì cây thì đấy, cố gắng các bác xem cách em làm cây ấy, hoặc là một số anh em khác, và các bác thấy ưng cái phong cách thì các bác nhìn. Còn những cái bác nghệ nhân thì không, em không nói rồi. Còn anh em mà thấy hợp thì nên làm, xem cái cách em làm cây, chứ xem video chợ búa thì cũng vui thôi, chỉ vui thôi. Đang báo có mưa, có được sớm mùa các bác, nhưng mà gió mùa này nó nhẹ thôi, có mưa là sướng, cây cuốn phê lắm. Máy cố gắng đụng được càng nhiều cây càng tốt. Đôi bướm đang quần quại nhau đấy. Đấy thì có điện thoại. Dọn cho các bác nhìn cho dễ tưởng tượng, chứ em mà cắt thì nhanh lắm. Quan trọng là dọn cho các bác nhìn thấy tại sao ông này nó cắt ở đấy các bác. Đang làm lại có người gọi.
Đây này các bác. Hôm trước em cắt ở đây nha, các bác nghe nhìn rõ không? Cắt cái cút ở đây. Bởi vì cái này to hơn cái chi thứ hai này nên em phải cắt ở đây sớm. Thế chi này không theo kịp cái ngọn này. Gốc một ngọn chỉ mà. Đấy thì bây giờ đã lập được những cái mầm mà để mình lấy 5 ngọn đây rồi. Đây, thấy cái ngọn này rồi. Cái này là thấy cái ngọn này rồi. Cắt. Vừa khéo quá nhé. Vừa khéo. Cứ là bình tĩnh từng tí một thôi.
Đấy, cố gắng giữ cái tay ấy nhưng mà không hiệu quả. Không hiệu quả. Chuyển luôn. Cái chi này các bác nhé, mặc dù rất rụt rịt nhé, mặc dù rất rụt rịt nhé, nhưng mà mọc không đúng chỗ. Mọc không đúng chỗ, chi này này, mặc dù rất đẹp, rất ngắn, rất đẹp, giật rất mấy lần rồi, nhưng mà không dùng được, bỏ đi. Chưa kê đừng tiếp các bạn, tiếp đúng chỗ thôi, chỗ này thì không thể tiếp được. Một cây mini. Thì bây giờ cái này là cắt được rồi. Làm màu đi các bác, suy còn đúng là không nên đục luôn đâu. Này sao bỏ đi, thế này đang ép vào đây, em đang ép vào đây. Cho này cho to cái chỗ này ra. Các bạn nhìn thấy không? Đang có cho cái rễ này vào. Đây cho to cái tay này ra. Đấy, chết rồi.
Đấy thì cái ngọn này sao dâng lên, như này thôi, đẩy sang bên này một lông đỡ nhẹ, bên này một lông đỡ nhẹ, thế thôi, và giật tiếp, thế còn phải nuôi đã. Chưa triệt để. Mạnh tay quá. Rồi, thế rồi các bạn. Thay đất thay chậu cái lại ngon ngay ấy mà. Đừng có đùa, những cây em mua bác đừng có đùa bác ạ. Làm cái gì thế anh à? Đang đi dạy ở nhóm. Sao rồi? Thôi cắt thế đó. Hết cỡ để cắt rồi. Đấy, xài anh vừa cắm đây. Thơm chưa? Đi học à? Vàng tay, đúng vàng tay, khoảng độ chắc tầm hoàn thiện chắc tầm 21 phần. Nam bìa. Lưng được ngọn lên rồi, chi này bỏ rồi. Đấy, cái này thì hơi sớm nhỉ, không sao. Vừa pha đấy, vừa vòng đến chơi nhưng cũng không muốn. Đổ nước sôi bạn được. Rồi, thế thôi.